15 cây á. 15 cây đâu có đốt hết chùa luôn á. Đâu đốt chỗ 1 cây thôi, còn chỗ có tránh điện 3 cây. Vì cái chùa đây ít ai đi chùa lắm, mà không có ai mua nhang đâu. Hồi xưa tới giờ thì chưa bao giờ thấy họ cầm là đây đốt nhang. Vậy đúng rồi. Nên đợt này mà họ không đến thì dân làng đến là cứ mua nhang, họ mới về mua bó ngoài quán đi. Bó giờ không phải rẻ đâu, bèo nhất cũng 20, 30, 50. Giờ thầy phân nhang hả? Phân nhang ra, làm đi. 15 cây đó nè. 15 cây. 15 cây. 10 ngàn. Muốn mua khói. Cái ai đến chùa đốt là lát hay lì xì là 2 ngàn. Rồi mỗi bó gì là 10 ngàn. Đó, ừ đúng rồi. 15 cây. Rồi con đen cây nó lát đi mua mấy ký. Cứ 15 cây là 10 ngàn. Đen cây nhỏ, con cây lớn thì ví dụ như 50. 15 cây 10 ngàn cũng rẻ chứ. Không, để lát mình cân ký coi nhiêu. Một ký mình cân được bao nhiêu cây mình nó phân ra mình bán được. Này, thầy tập cho họ biết làm phước, họ biết đến chùa chứ không phải đâu. Mốt họ biết hết cái thầy không có bán. Còn người đợi đứng được. Giờ thầy nói giờ thầy sẽ không bán. Giờ ai đứng trước cổng chùa thầy cho mượn cái bàn luôn. Bán kiếm tiền. Lời lỗ như chuyện của mình, nhưng mà có người bán thì họ mua khỏi mất công. Còn chùa không có ai chùa phải bán thì sao. Vậy thấy cũng tiện ha. Đúng rồi, đến chỗ mua đèn cày ra ngoài. Lát là đấu đèn cày mâm, thầy mua cái 10 cái mâm, ai đội xong 10 người này tới 10 người kia. Đèn cày thầy mua ký, bây giờ mình không mua thì mua cứ cây đèn cày mình tính lên. Hẳn lát họ lên đốt của mình chứ có ai. Đúng ra mua cái mâm luôn, thầy nói là bán luôn cái mâm. Mà rồi để ở chùa, vừa cái mâm, vừa mâm, vừa đèn cày luôn để cúng cho mình. Đúng sao giới hạn là ví dụ nhiêu á, 100 ngàn. Vừa đèn cày, vừa mâm luôn. Nặng biết làm phước. Giờ cúng sao, cúng cho mình, mình tự nguyện cúng đâu có đâu. Này nó tóm gọn, ở cái xóm này không ai làm phước hết. Quay như thế này nè, ông coi thầy đi, lấy gì với ông Táo á, đấy, tao không đưa lên, kiếm vô. Giờ ai có vốn mua đèn cày không? Ngày bán nhang thì bán đèn cày. Bỏ vốn ra. Kiếm tiền đó. Bán mắc mà kiếm tiền. Mấy chùa lớn vậy chứ giờ mấy người ăn xin nè. Bán nhang nè. Gì nó cũng chuẩn bị mấy cái chùa lớn rồi đó. Nhà chuẩn bị hết trơn rồi. Lớn nó cùng một tết luôn á. Ông giờ chuẩn bị rồi, giờ lên núi Tôn Thế ra về dài vậy. Tự đắp cơ con coi luôn. Nó nhỏ nhé. Rồi tôi xuống đây tôi thẳng tướng này luôn nè. Nó nhỏ nhé. Ừ. Bán sao cơ nó. Ông đi xe chung có còn hỏi tôi. Trên xe có bố 18 chỗ mà nó nhỏ 18 chỗ ngồi lên trên đó.
thơm đấy thầy nhỉ. Chết mua cái hồn mình cũng tiền, chết ra cho hồn xong mà chết đâu còn trâu, họ còn giàu giàu nhờ người chết. Giờ bán mồ bán mã giờ chuồng phải không đó, bán mồ bán lô đó, bia lô là cái ngang cẩm tắc dài 2 mét 300 triệu, 580 triệu, 300 không có bán luôn, còn dành trước luôn, chưa chết là đã dành xây sẵn để cho ông bà có nhiều lần ngộ vậy. Chết thì dành đắt nè, họ mua đó vì nguyên không có quy hoạch á. Campuchia mua hết đất Campuchia luôn với tay mình, thành ra đất Campuchia luôn. Campuchia có tiền mua không? Quốc hết tay mình, quốc hết Campuchia là thành là của mình. Có tiền mua không? Không cho. Campuchia nhập quốc tịch Việt Nam rồi, ta giật lúc Campuchia. Đâu có tiền để lên quân kia, tây ninh mua hết, ai hô bác là mua liền, ai mua lớn nè. Đó, Trung Quốc đó, nó qua thành phố Sihanouk á, nó mua hết thành phố đó luôn, mua hết tỉnh đó luôn, Trung Quốc không, tiền là mua là bán. Có vua có tiền, có vua dẫn đường đi.
tắm rửa sạch sẽ lên đồ ngồi sân khấu đồ thấy ban hiệu hai sân khấu đồ cho đẹp đi hết cái cảnh mới được thấy cảnh trên dưới đầu ghế ngồi hay toàn thân mấy giờ thầy tắm thầy tắm lắm mấy giờ mấy quỷ nó nhảm không? Thank you.